Dạ, và lần đầu tiên cho Nam kính gửi đến quý cô chú anh chị sức khỏe thật là dồi dào ha, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ. Hôm nay Nam kính mời quý cô chú và anh chị cùng Nam đi về phường 4 thị xã Cai Lậy để cùng tham khảo một cái thửa đất vô cùng đẹp luôn quý cô chú và anh chị. Và thửa đất của chúng ta có tổng diện tích là 800m2 cây lâu năm ha. Thửa đất này chiều ngang mặt tiền đường Lê Quang Công đó là 20m và chiều dài vô là 40m, giáp đường đá 3m và có con kênh bên hông luôn. Đất thì đã cao ráo bằng phẳng rồi. Đây là cái tuyến đường đẹp nhất và rộng nhất và mới nhất của thị xã Cai Lậy luôn đó quý cô chú và anh chị. Đất của chúng ta thuộc phường 4 thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. Thì trước mặt chúng ta chính là thửa đất đang rao bán nè, đó phần mặt tiền này là 20m nha quý cô chú và anh chị. 20m mặt tiền và chiều sâu vô là 40m. Thì theo trên sơ đồ là chủ sẽ cắt ra là chiều ngang 20m, 20m đầu 20m đuôi, bên hông giáp với đường nó là 40m và phía bên trong còn 39m. Đất nó hơi xéo xíu nha quý cô chú và anh chị. Đó, đường này là rất là thông thoáng và sạch sẽ tại vì đường này là đang thi công thôi, chưa có xong. Rồi cái đường đá bên hông này là chúng ta đi thẳng ra quốc lộ 1A luôn cũng được đó quý cô chú và anh chị, thì chắc tương lai người ta cũng đổ nhựa cái đường đó thôi. Đường nó hiện tại đang đổ đá. Và bên hông cái đường đá đó là có một cái còn kênh thoát nước thì rất là thuận tiện cho chúng ta ha. Ở đây chúng ta xây nhà, xây biệt thự, xây kho xưởng gì nói chung thì rất là tuyệt vời luôn đó quý cô chú và anh chị. Và ở đây xây khách sạn cũng rất là ok luôn nha. Đó, đất thì cao ráo bằng phẳng rồi nè, rất là đẹp luôn quý cô chú và anh chị ơi. Đất này là đất kiểu như đất hồi xưa giờ luôn á, chưa có qua kinh doanh ai luôn, thì chủ cắt ra bán nha quý cô chú và anh chị. Chủ từ xưa giờ ở đây luôn, chưa có qua kinh doanh hết. Cái nền này thì rất là dài luôn, chiều dài là 40m đó quý cô chú và anh chị. So với mặt bằng chung ở đây thì cũng có rất là nhiều nền rao bán, nhưng mà cái chiều dài nó không có bằng được cái nền này nha quý cô chú và anh chị. Đó, mặt tiền của chúng ta 20m thì nó qua đến khoảng đâu chỗ này đó, từ đây dài lại đằng kia đó là 20m đó, cứ kéo thước 20m là chủ cắt ra cho quý cô chú và anh chị. Và giá chủ rao bán là 400 triệu cho 1m ngang đó, 400 triệu cho 1m ngang thì tương đương toàn bộ thửa đất này giá có giá là 8 tỷ đồng nha quý cô chú và anh chị. 8 tỷ đó là bán 20m, 20m giá 400 triệu 1m ngang. Tuy nhiên giá trên chủ nói vẫn còn có thương lượng cho quý cô chú và anh chị. Và đất của chúng ta là đất ngay góc hai mặt tiền đó, đường Lê Quang Công, đường B2 thuộc phường 4 thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. Đường Lê Quang Công còn gọi là đường B2 đó quý cô chú và anh chị. Ở đây điện nước, wifi, nước sạch thì khỏi phải lo rồi. Thì từ đây chúng ta đi lên quanh khoảng 10 phút thì sẽ giáp đến trung tâm của thị xã Cai Lậy. Tại vì cái khu này là cái khu mới mở đường lớn và rộng nên là chưa có nhà dân ở nhiều, chỉ có những cái nhà dân ở từ xưa giờ thôi quý cô chú và anh chị. Mặt tiền đường đá bên này chúng ta đi thẳng ra quốc lộ 1A chắc khoảng chừng vài trăm mét thôi, chắc khoảng chừng 500 mét thôi quý cô chú và anh chị ha. Đó, rất là gần luôn. Đây là bên trong khu đất nè, thì khu đất này được kiểu như đất hồi xưa giờ á, đất hồi xưa giờ, đất vườn xưa giờ người ta ở đó, nên là cũng khá là cao ráo và bằng phẳng. Thì ở phía sau cây dừa đó có một cái ao nho nhỏ thôi, nó không đáng kể đó quý cô chú và anh chị ơi. Đất này rất là đẹp luôn, 20-40, một cạnh 39 nha, một cạnh dài 39, còn cạnh dài bên giáp với đường đá đó là 40. Thì chủ rao bán với giá là 400 triệu đồng trên 1m ngang, thì tương đương đó là 8 tỷ đồng cho toàn bộ thửa đất này. Tuy nhiên giá trên vẫn còn có thương lượng, chủ báo vẫn còn có thương lượng. Thì chủ nói là có khách muốn mua thửa đất này thiện chí thì cứ đến gặp chủ để thương lượng cái giá lại nha quý cô chú và anh chị. Đó, quý cô chú và anh chị có nhà đất cần review, cần rao bán khu vực Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp thì cứ alo cho Nam nha, Nam sẽ review cho quý cô chú và anh chị miễn phí luôn. Đó, thì cái hàng rào phía sau là tới lúc cây dừa ở sau là ở cái cây dừa xa làm sao á, là mấy hết 40m mới tới 40m nha quý cô chú và anh chị. Và bây giờ Nam sẽ đi vòng ra bên hông cái đường đá cho quý cô chú và anh chị chúng ta xem bên hông luôn ha. Đó, cái thửa đất này rất là đẹp, rất là sạch luôn, đất không tranh chấp, không dính quy hoạch, nói chung là đất rất là sạch đẹp. Quý cô chú và anh chị quan tâm thì cứ alo cho Nam theo số điện thoại trên màn hình nha. Đó, thì cái thửa đất này, vị trí này trên những cái tuyến đường như thế này, đây là tuyến đường mới đó, thì giá đất ở đây cũng lên hoài luôn quý cô chú và anh chị. Lên người ta bán như nào mà sang tay thì nó lên, sang tay lên suốt luôn. Và thửa đất này là thửa đất riêng của chủ từ xưa giờ luôn, của ông chú lớn tuổi, cũng khá lớn tuổi đó, từ xưa giờ họ cắt ra bán. Đất thì rất là sạch đẹp và thông thoáng quý cô chú và anh chị. Lại cái lô góc này xem thực tế nó đẹp dữ lắm. Cái tiếng bên phía bên chỗ miếng đất này nè là nhà dân ở nhiều hơn phía đối diện. Phía đối diện thì hồi xưa đó là có một cái con kênh, thì đất vườn người ta nhiều. Cái đường trước mặt hồi xưa nó nhỏ xíu, chắc khoảng cỡ cái đường này thôi, nên là nhà dân cũng ít lắm. Còn sau này người ta phóng cái đường lớn lên, cái đường đó là 16m đó quý cô chú và anh chị. Con đường đó là 16m chiều ngang á, nên là rất là rộng luôn.
đó. Minh Hồng đây là con đường Minh Hồng nè. Thì đối với những lô gốc như thế này chúng ta xây biệt thự, xây khách sạn là tuyệt vời luôn quý cô chú và anh chị. 800 m² á, thấy vậy chứ khi mà chúng ta xây dựng lên nó to, nó bự dữ lắm. Rồi bên hông có được cái đường thoát nước nữa, nó đủ điều kiện cho chúng ta hết rồi. Nó rất là sạch đẹp quý cô chú và anh chị. Thì ở phía sau đó là tới cái khoảng chỗ này nè. Đó, ngay đây, ngay cái cây cục điện nhỏ này, cái trụ đá này, nguyên hàng dừa nè. Đó, tới khoảng này là hết đất nè, 40 m nha quý cô chú và anh chị. Dạ, quý cô chú và anh chị quan tâm thì cứ alo cho Nam nha. Nam sẽ hướng dẫn cô chú và anh chị chúng ta về xem đất và gặp trực tiếp chính chủ, chúng ta thương lượng lại cái giá luôn. Giá hiện tại là ông chú đề xuất là 400 triệu trên 1 m², thì tương đương đó là 8 tỷ đồng cho toàn bộ thửa đất này. Đó, quý cô chú và anh chị quan tâm thì cứ alo cho Nam nha. Nam sẽ hướng dẫn quý cô chú và anh chị chúng ta về xem đất và gặp trực tiếp chính chủ, chúng ta thương lượng cái giá lại. Thì ông chú này cũng rất là thiện chí muốn bán đó quý cô chú và anh chị. Rồi đến đây thì Nam xin kính chào, kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ. Rồi Nam xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị trong video tiếp theo nha.